Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay Trường có về một số đồ gỗ, đồ đồng và đồ gốm để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì đầu tuần thì Trường kính chúc quý cô chú anh chị có một công việc rất là thuận lợi và vui vẻ. Trường cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ Trường. Thì hôm nay Trường mã số 1 đầu tiên Trường có một cái sạp vườn của chú anh chị nha. Một cái sạp vườn gỗ là gỗ đỏ, Trường bao của chú anh chị là trên 20 năm. À, cái này là sạp vườn của chú chị rất là to bự nha, mình ngồi rất là thoải mái rộng rãi. Trên những cái dìm của cái sạp vườn này nó chạm đục rất là tinh tế của chú chị nha. À, từ cái chân đó, giống như cây tre của chú chị thế, giống như một cây tre luôn. À, rồi bên đây là cái dìm là chạm cũng là nguyên một cái cây tre luôn và những con chim. À, bốn góc bốn cái chân chạm rất là đẹp của chú chị nha. Ở trên cái mặt của cái sạp vườn này á thì gỗ là ba tấm của chú chị nha, ba tấm ghép lại một cái mặt, còn cái đố của cái sạp vườn rất là to bự nha. Rồi chiều cao của cái sạp vườn này á là 55 năm của chú chị nha, 55 năm chiều cao của sạp vườn. Chiều ngang của cái vườn này á là 59 của chú chị nha, chiều ngang là 59, còn chiều dài á là 2 mét của chú chị nha, chiều dài 2 mét. À, ngang thì cũng khoảng tầm khoảng 1m6, dài 2 mét của chú chị nha, rất là rộng rãi, rất là thoải mái nha. À, rất chắc chắn cái này là Trường chưa không có sơn khoét gì của chú chị nha, tự nhiên nha. À, rất là đẹp nha. À, tự nhiên. À, Trường giao lưu nhà dân sao thì Trường để y nguyên như vậy, rất là đẹp nha. À, mã số 1 Trường giao lưu với quý cô chú anh chị là 68 triệu, Trường bao với ship 1.000 cây số. Số điện thoại của Trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của Trường. Rồi mã số 2 của chú chị nha, Trường cũng có một cái đôn nha cô chú chị, gõ đỏ, vân gỗ là tự nhiên của chú chị thấy. À, Trường cũng chưa có sơn khoét gì lại hết. À, chân tròn của chú chị, cái đôn này rất là chắc chắn nha. À, mình không thể nào chê vào đâu được rồi. Chiều cao của cái đôn này là 65 của chú chị, cái mặt đôn này vuông nha cô chú chị nha, đó là 35. À, vuông nhất là 35 của chú chị nha, rất là đẹp, rất là chắc chắn. Đó, những cái dìm của cái đôn này cũng chạm đục rất là đẹp của chú chị. Đó, hàng thì lành lặn và liền lạc. Đó, rồi gỗ là gỗ đỏ của chú chị, mã số 2 Trường giao lưu với cô chú chị là 2.500.000 đồng một cái đôn vuông. Đó, gỗ là gỗ đỏ, Trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Rồi mã số 3 Trường có một cái cặp cọp của chú chị nha. À, chất liệu là bằng đồng. À, cặp này là cặp lớn của chú chị, rất là to bự. Rất là to bự của chú chị, đồng nha. Chiều cao từ cái đỉnh đầu cặp xuống cái chân á là 83. À, chiều dài từ cái lỗ mũi cặp á xuống với cái đuôi sau của nó là 1m6 của chú chị, 1m6. Từ cái lưng xuống với cái chân á là 63. 63. Chu vi hoành bụng đi. Chu vi hoành bụng của con cọp này á là 94 của chú chị, 94. Một cặp cọp này Trường bao của chú chị là 100 kg trở lên, không dưới 100 kg. Nếu mà dưới 100 kg của chú chị cứ về hoàn hàng về cho Trường, không mất phí ship đồng nào hết. Rồi, mã số 3. À, một cặp cọp bằng đồng, Trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 55 triệu, Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của Trường là 0901 391 427, là số Zalo, số Facebook của Trường. À, rồi mã số 3, mã số 4 của chú chị nha. Rồi mã số 4 Trường có một cái trò của chú chị nha, gốm Biên Hòa xưa Tam Long. À, rất là đẹp của chú chị nha. À, cái trò mình để mình trưng bày thì khỏi phải chê rồi, rất là đẹp, gốm Biên Hòa xưa. À, hàng lành lặn và liền lạc, nước men thì khỏi phải chê, rất là sáng bóng. Chiều cao của cái trò này á là 36, chiều ngang của cái dĩa trên cái trò này á là 34. Đó, chu vi hoành đế của cái trò này á là 69 năm. À, số rất là đẹp của chú chị nha. À, hàng lành lặn và liền lạc. Thì trên cái dĩa là có chạm một con công của chú chị nha. Người ta có chạm một con công. À, rồi mã số 4 Chiều giao lưu quý cô chú anh chị là 1.700.000 đồng một cái trò gốm Biên Hòa xưa, hàng dễ bốn gốm Biên Hòa xưa của chú nha, hàng xưa. Rồi mã số 5
chừng có một chục cái dĩa Nhật cô chú chị nha, một chục cái dĩa Nhật. À, tức là thất hiền, bảy vị hiền sĩ. Đó, với chừng đế có cái mộc này cô chú chị nha, cô chú chị cứ yên tâm. À, chừng bao của chú chị là gốm Nhật xưa. Đó, rất là đẹp cô chú chị nha. Rất là đẹp, một chục cái dĩa à, thất hiền. À, chiều ngang của cái dĩa này á, chiều ngang của cái dĩa là 13 năm. À, 13 năm của chú chị, một chục cái dĩa thất hiền gốm Nhật xưa. Bao của chú chị nước men rất là sáng, rất là đẹp của chú chị nha, trên 20 năm. Mã số 5 chiều giao lưu quý của chú anh chị là 2.500.000 đồng một chục dĩa gốm Nhật xưa. Rồi mã 6 của chú anh chị nha, chị có một cây kèn nha. À, cũng là bằng đồng luôn. Cái lưỡi gà bị hư rồi, này mình trưng được cho thôi, mình không có thổi được có sao, thì trường báo của chú anh chị như vậy. Chiều dài của cây kèn này á là 31 năm. À, cái hoành của cây kèn này á là 12 của chú chị, hoành cái kèn 12. Đó, bằng đồng của chú chị nha. Mã số 6. Cân nặng là 300 g của chú chị, 300 g. Chiều giao lưu quý của chú anh chị là 700 000 đồng. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 7 đây, trường có một cái bình nữa là đựng sữa nha. À, bình này của bên cũng là của Mông Cổ nha. À, chất liệu là bằng đồng, hai bên cái vòi của hai bình, cái bình này hai cái vòi của chú chị, hai bên vòi là giống như là người ta làm giống như là hai cái đầu của con lạc đà mình vậy đó. À, rất là đẹp này, cái này là mình người ta gót có thể hai bên luôn của chú chị nha. Đó, đây bên này. Còn hàng thì dày dặn thì cô chú khổ phải chê rồi. Rất là dày của chú chị. Chiều cao là một tấc mốt từ cái miệng của cái bình này xuống dưới cái chân. Chiều ngang là 13 của cái miệng bình. Chiều dài hai cái dòi của cái bình này là 30. Cân nặng của cái bình này á là 1.850 kg, mình tính 1.8 kg của chú chị, rất là dày nha, rất là nặng nha. Đó, hàng thì lành lặn và liền lạc, chất liệu là bằng đồng. Mã số 7 chiều giao lưu quý của chú anh chị là 1.500.000 đồng, chiều bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 8. À, mã số 8 thì trường cũng có một cái sông trầm nha cô chú chị. Sông trầm tháp, chất liệu là bằng đồng. Chiều cao của cái sông trầm này là 26. Chiều ngang hai tay sông trầm là 24. Chu vi hoành đế là 40. Cân nặng của cái sông trầm này là 1.5 kg của chú chị, 1.5 kg. À, rất là đẹp của chú chị nha, dưới chân đế có một. À, rồi mã số 8 chiều giao lưu quý của chú anh chị là 1.800.000 đồng. Đó, một cái sông trầm. À, sông trầm tháp. À, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã số 9 đây, trường có một cái mâm của chú chị, mâm đó là mâm Pháp xưa nha, đồng là đồng đỏ. À, ở trên đây là có một cái cối, cái cối quạt gió ở bên phương Tây người ta hay làm của chú chị nha. À, phía sau có móc treo tường. À, rất là đẹp của chú chị, cái mâm này rất là đẹp nha. À, chiều ngang của cái mâm này 25. Cân nặng của cái mâm này là 100 g chú chị, 100 g. Mã số 9 chiều giao lưu quý của chú chị là 700.000 đồng, chiều bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 10, trường có một cái ấm trà Pháp xưa của chú chị nha. À, cũng là bằng đồng. Đó, cái kén tay cầm là bằng sứ của chú chị nha. Bằng sứ. Chiều cao của cái từ cái quai cầm á, xuống dưới cái chân đế là 24. Chu vi hoành bụng của cái bình này á, là 45. À, còn chu vi hoành đế á, là 28. Cân nặng của cái bình này á là gần 400 g của chú chị, gần 400 g, mình tính 300 g thôi. Đó, ở dưới chân rồi, ở bên trong. Đó. Rồi mã số 10 chiều giao lưu quý của chú anh chị là một cái bình Pháp xưa, một bình trà Pháp xưa chiều giao lưu 1.200.000 đồng. Rồi mã 11 đây, trường có một cái sông trầm con ngỗng của chú chị, sông trầm con ngỗng chất liệu là bằng đồng, rất là đẹp, rất là dễ thương của chú chị. Chiều cao từ cái miệng con ngỗng xuống cái chân là 29. Chiều dài từ cái ngực xuống cái đuôi là 20. À, cân nặng của cái sông trầm ngỗng nè là 1 kg vét, mình tính 1 kg thôi của chú chị nha. À, bên trong của chú chị để cái sông trầm vô đây mình đốt rất là thơm nha. Rồi mã số 11 chiều giao lưu quý của chú anh chị là 900.000 đồng, chiều bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú chị.
Mã số 12 trường có một cái mâm của như long phụng đó, chất liệu là bằng đồng đó, phía sau có móc treo tường của chú anh chị nha, phía sau có móc treo tường. Rồi chiều ngang của cái mâm này là 52, lọt lòng là 40, cân nặng là 1,2 kg của chú anh chị, 1,2 kg, hàng lành lặn và liền lạc. Mã số 12 chiều giao lưu của chú anh chị là 1 triệu, trường bao đánh bóng và bao với ship toàn quốc của chú anh chị đó. Rồi mã 13 đó là có cái đèn pháp xưa của chú chị nha, là chất liệu là bằng đồng của chú chị, một cái đèn pháp xưa bằng đồng của chú chị, rất là đẹp của chú chị nha. Hàng sử dụng được bình thường, không lủng không chảy của chú chị nha. Chiều cao á, từ ống khói xuống chân đèn là 53, từ cái từ cái họng đèn xuống cái chân đèn là 32, vành bụng của cái đèn này á là 43, vành đế là 45 của chú, 45. Cái bình này chứa được khoảng 1 lít dầu của chú gì dưới chân đế đây. Mã số 13 của cái đèn pháp xưa chiều giao lưu với của chú anh chị là 2,8 triệu đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 14 trường có một cái ấm trà khổng lồ của chú chị, ấm trà này là bằng đồng của pháp xưa của chú chị nha. Đó, chiều cao của cái ấm trà này á, tự quay cầm xuống cái chân đế là 37, chu vi hoành bụng á là 78, chu vi hoành đế á là 79 cô chú anh chị á. Đó thì trường cũng nói luôn sơ lược về cái bình này. Đó, bên bên trong đây rất là nặng của chú chị, cái bình này rất là nặng. Đó. Rồi ở dưới phần ở dưới này thì người ta cũng có hàng lại sơ lên rồi. Đó, ông chủ thì cũng có hàng lại thì trường thấy đẹp và dễ thương thì trường sưu tầm về mình trưng được con cũng được của chú anh chị nha, giá trị theo thời gian của chú anh chị. Rồi trường căng thử cái ấm trên này thử bao nhiêu ký nha. Cái ấm này 2,2 kg của chú anh chị, 2,2 kg. Mã số 14 trường giao lưu quý của chú anh chị là 1,8 triệu đồng, 1,8 triệu đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi hôm nay trường có một cái cặp ché gốm tàu xưa hàng vẽ tay của chú chị nha, mã số 15 đó, màu vàng đồng tích là chim Hoàng Anh và những đóa hoa phù dung. Trường bao của chú chị là hàng vẽ tay và nước men rất là sáng bóng đó. Chiều cao là 63, chu vi hoành bụng là 1m1, chu vi hoành đế là 71 của chú chị nha. Hàng lành lặn và liền lạc, gốm tàu xưa hàng vẽ tay đó, màu vàng đồng rất là đẹp, như người ta vẽ những con chim chỉ và những con chim Hoàng Anh thì khỏi phải chê vào đâu rồi. Mã số 15 trường giao lưu quý cô chú anh chị là 3,5 triệu đồng, 3,5 triệu đồng, trường bao cái ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 16 hôm nay trường cũng có cặp bình, trường giới thiệu cái cặp bình này, cặp bình to bự của chú chị, cao là 2m, nó tích đó, tích đó là thuận bờm xuôi gió, rất là thuận tiện cho công việc làm ăn của mình đó, của gia chủ. Nước men thì khỏi phải chê, gốm tàu xưa hàng vẽ tay của chú chị, người ta vẽ những chiếc thuyền và những con cá và những ngọn sóng rất là sinh động nha, rất là đẹp, giống như thật của chú chị nha. Một cặp bình gốm tàu xưa hàng vẽ tay, cặp bình bự nha, cao 2m, chu vi hoành bụng á, là 1m rưỡi, chu vi hoành đế á, là 1m13, 1m13 của chú chị nha. Hàng lành lặn và liên lạc. Một cái bình như vậy á, là phải 6 người khiêng của chú anh chị đó, 6 người khiêng mới nổi nha. Rồi mã số 16 trường giao lưu quý của chú với anh chị là 34 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã số 17 trường có một cặp liễn của chú anh chị nha, một cặp liễn đó, trên là có những câu đối, ở dưới là một bên là hoa sen, người ta cẳng ốc là hoa sen và hoa mai. Một cây một đó hoa sen và một cây mai và những chú chim rất là đẹp của chú anh chị nha, được cẳng ốc 7 màu. Cặp liễn này là vân gỗ là tự nhiên của chú anh chị nha, rất là đẹp, ốc là ốc 7 màu của chú anh chị nha. Chiều cao của cái liễn này á là 2m, 2m21 của chú chị nha, 2m21, cái chiều cao của liễn 2m21. Rồi chiều ngang của cái liễn này là 24 năm, 24 năm
Cái đố là ba phân của chú chị nha, hàng thì lành lặn và liền lạc rất là đẹp nha, vân gỗ là tự nhiên. Cô chú về chị cứ và sưu tầm về, cứ trước khi về thanh toán tiền của chú chị cứ mở cái hàng mình ra, đúng hàng đúng sản phẩm đúng chất lượng của chú anh chị thanh thả thanh toán tiền, còn nếu không đúng cứ hoàn hàng về cho trường, không mất phí ship đồng nào hết. Mã số 17 cũng là trường giao lưu của chú anh chị, một cặp liễn là 15 triệu, 15 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Thì trường cũng rất cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ trường. Một lần nữa kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, làm việc trong một tuần vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều.